Well done, baby. No, I'm not baby. I'm a big girl. You're not baby, you're big girl. Mà sao không chạy nữa mà vẫn chạy? Trời, ginh bánh hỏng bánh luôn rồi ra không? Ginh hỏng bánh luôn vậy hả? Ông ơi. Hello. Let's go home. Hello, chào các bạn đã quay trở lại. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi, mình sẽ đánh thức Chi dậy để đi học nha mọi người. Morning, Chi. Good morning, mommy. Are you okay? Yeah. Had night sleep? Mm-hmm. Now time to wake up. Mm-hmm. Okay. Mới sáng ngủ dậy là đã đòi mặc váy, mặc đầm rồi đó cô chú. Nhưng mà hôm nay đi học thì không có mặc đầm, mặc váy, chỉ mặc đồ thường thôi. Ở bên này thì Chi đi học sẽ đi một tuần 3 ngày. Và học từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều các bạn. Vì học mầm non cho nên là mình có thể đi trễ hơn cũng được, không cần phải đến lớp đúng 8 giờ. Bạn cứ muốn đến lúc nào cũng được hết á, 9, 10 giờ, 11, 12 giờ cũng được. Nhưng mà buổi chiều đi đón con là đón trước 6 giờ. Nếu như mà mọi người mà đi đón trễ 5 phút là sẽ bị đóng tiền phạt là 5 bảng Anh nha cô chú. 5 bảng Anh là khoảng 150.000 á. Còn buổi sáng nếu mà bạn có công việc gì mà phải đi làm hay là đi đâu sớm á, thì bạn gọi điện đến trường là sẽ gửi con sớm hơn 30 phút. Ví dụ như là 8 giờ vô học mà 7 giờ rưỡi bạn phải đi thì sẽ gửi con vô trường lúc 7 giờ rưỡi. Thì đi sớm 30 phút như vậy mình cũng phải trả thêm cái tiền phí là 5 bảng Anh, cũng khoảng 150 luôn nha cô chú. Các bé đi học bên này thì được miễn phí, nhưng mà dưới 5 tuổi là giống như học mầm non là phải đóng tiền đó các bạn. Khi nào mà 5 tuổi đi học trường chính của nhà nước thì mới không đóng tiền, nhưng mà dưới 5 tuổi là đóng tiền cũng rất là cao luôn. Như ở trường học của Chi mình thấy là có các bé 6 tháng tuổi là đã gửi được rồi đó các bạn. Rồi bé học từ dưới 3 tuổi, ví dụ như lớp Chi năm ngoái là từ 2 đến 3 tuổi. Cứ hàng ngày là đến cái giờ nào cho bé ăn, ăn cái gì, ăn được bao nhiêu, bé ăn ít hay ăn nhiều. Rồi bé ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ, bé sẽ chơi cái gì. Rồi bé đi toilet là đi nặng, đi nhẹ gì đó lúc mấy giờ, thay tã lúc mấy giờ. Thì cô giáo cũng sẽ ghi vô một, giống như trên cái app vậy đó. Ba mẹ sẽ download một cái app đó về. Muốn con của mình, muốn biết con của mình làm cái gì á, thì cứ lên đó xem là ngày hôm đó con đã làm những cái gì và ăn uống ra sao. Nhưng mà từ lúc mà con lên cái lớp 3 đến 4 tuổi á, thì không có còn ghi chi tiết trong app như vậy nữa các bạn. Nhưng mà mỗi ngày khi mà đi đón con á, cô giáo sẽ nói là hôm nay bé đã ăn cái gì, bé đã chơi cái gì, và bé vui buồn ra sao, bé có ngoan hay không. Rồi bé có đi ra ngoài chơi, đi công viên, cô giáo dẫn đi ra ngoài đi dạo gì đó, thì cô giáo sẽ nói cho mình biết sau cái giờ mà mình đi đón, chứ không có còn ghi ở trong app từng chi tiết nữa các bạn. Lỡ như mà đang trong giờ học mà bé bị sốt thì các cô sẽ cho bé uống thuốc hạ sốt, và đợi trong vài tiếng nếu như bé không có hạ sốt á, thì sẽ gọi điện cho gia đình đến đón về. Còn nếu như các bé sau khi uống thuốc mà hạ sốt á, thì các bé vẫn ở lại học bình thường. Rồi khi mà con mình bị bệnh á, giống như Chi hôm bữa là bị viêm amidan đó cô chú. Thỉnh thoảng thì cứ vài tháng là Chi sẽ bị một lần. Và amidan thì mỗi lần như vậy là ở bệnh viện sẽ cho Chi uống thuốc một cái liều là 10 ngày. Về nhà nghỉ 3-4 ngày gì đó. Xong rồi những ngày sau đó thì đem thuốc lên trường. Cứ đến giờ là cô giáo sẽ cho uống giùm. Các cô cũng rất là tận tâm và nhiệt tình các bạn. Nhưng mà đem thuốc lên trường như vậy á, thì nhà trường sẽ cho mình một cái tờ giấy là cho theo cái là cho uống thuốc theo cái to của bác sĩ đó đó. Mình phải ký tên vào là mình đồng ý là các cô cho bé uống thuốc. Nhưng mà ở nhà trường cũng rất là kỹ luôn, cho uống thuốc và đem cái thuốc đó đến là cũng phải có giấy của bác sĩ nữa. Cái giấy bác sĩ ký nhận là cái tên thuốc đó đó là được cho bé uống thì nhà trường mới cho, còn không là người ta sẽ không có đồng ý cho uống thuốc hộ đâu các bạn. Rồi, đẹp chưa? Đây là cái bảng học phí của trường nè các bạn. Mặc dù là học chung một trường nhưng mà không phải ai cũng đóng học phí giống nhau nha mọi người. Ở đây có nhiều lựa chọn, ví dụ như học nguyên một ngày hoặc là học nửa buổi, nhưng mà mình phải đăng ký ít nhất là 2 ngày nguyên ngày hoặc là 3 ngày nửa buổi. Như Chi học 3 ngày nguyên ngày là từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, thì tính ra là khoảng 50 bảng Anh, 1,5 triệu một ngày đó các bạn. Mới đây vào đầu tháng 3 năm 2022 thì nhà trường có gửi email thông báo là do ảnh hưởng của dịch nên là vật giá leo thang, sẽ tăng giá học phí là tăng 28 bảng Anh, là khoảng 800.000 đồng cho một tháng, nguyên một tháng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đón Chi đi học về các bạn. Bây giờ là cũng 5 giờ chiều rồi đó. Mặc dù mọi người thấy, mặc dù là trời nắng nha, nhưng mà rất là lạnh, gió lớn đó mọi người. Mấy tuần nay thì ở Anh nó có bão, nhưng mà hôm nay thì không có mưa, có nắng nhưng mà gió. Ba Chi đã đi công tác tuần này, cho nên là mình phải đi đón Chi bằng xe đạp. Có chuẩn bị cây kẹo mút cho Chi nè. Mỗi lần mình đi đón Chi á, là Chi hỏi, nó luôn luôn hỏi là mẹ ơi, hôm nay mẹ có cái gì cho con không? Hôm nay mẹ có quà gì cho con vậy? Cho nên là mình đi đón Chi á, lúc nào mình cũng sẽ cầm theo một cái kẹo hay là một cái gì đó cho Chi. Mình cùng đi nha mọi người. Đây là cái nón của Chi nè. Đó. Cái xe đạp điện của mình nè các bạn. Từ nhà đến trường mà đi bằng xe đạp thì khoảng 8 đến 10 phút các bạn. Nếu như mà mình đi sớm ít xe thì khoảng 8 phút, còn nếu như bị xe đông thì sẽ 10 phút. Thường thì Kim sẽ chạy trong những cái đường bên trong này nè, chứ không có đi ngoài đường lớn các bạn, để cho ít xe. Nè, bữa nay chị có gì đây? What's my name? Lauren Lins. Well done baby. No, I'm not baby. I'm a big girl. You're not baby. You're big girl. No, I wanna be mermaid. Oh yeah. You wanna be mermaid, huh? Mm-hmm. Oh no, but mermaid là ở dưới nước. Mermaid live in the water. Yeah, this is pretend water mouth. Trời ơi trời. Giờ đi về nha. Đi về bằng xe đạp nha. Chị đi xe đạp chịu không? Chị đi xe đạp chịu không? Hả? Yeah, chút nữa cho ba coi ha. Chụp hình lại ba. Yeah. Chị về bằng xe đạp ha. Bữa nay chị đi học vui không? Chị nhớ mẹ không? Chụp mẹ cái coi. Ừ, chụp mẹ ơi. Trời ơi. Let's go. Triangle. Ta-da. Cảm ơn mẹ không? Cảm ơn mẹ. Rồi let's go nha. Let's go nha. Hello. Let's go home. Lần nào đi tới cái ngã tư này thì Chi cũng đòi bấm cái đèn này hết đó cô chú. Các bạn thấy nhà ở đây có đẹp không? Ở đây từng khu là sẽ có nhà giống nhau nha các bạn, giống như khu này nè. Nhìn cái nhà của người ta, nhà nào cũng giống nhau. Và một cái màu đỏ đỏ nữa. Nhìn đẹp quá ha mọi người. Chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi mọi người, cho nên là hôm nào mà trời nắng ấm thì cũng đưa nhau ra ngoài đi dạo, cũng đi ở gần nhà thôi chứ không có đi xa các bạn. Hả? Chị. Rồi đi nhanh lên con, mạnh lên. Mà sao không chạy nữa mà vẫn chạy? Trời, ginh bánh hỏng bánh luôn rồi ra không? Ginh hỏng bánh luôn vậy hả? Không ơi. Mới ra chạy có chút xíu à, vậy rồi đó. Bây giờ đi về đúng không? Ok, rồi sao con không lên chạy về? Sao ạ? Đẹp không? Hoa đẹp không? Ừ. Ê, trời ơi, trời đụng tôi luôn hết trời. Hả? Hả? Sao mà đụng tôi luôn vậy trời? Rè lý. Nà ní. Ê, trời. Rồi. Cán cái giày mẹ hư đang thui luôn rồi đó. Dơ. Nó đang thui. Cái nốt đang thui hả? No. Trời. Chị nhớ bà không? Ừ. Trời ơi. Một đêm hôm qua Chi nó không ngủ luôn cô chú. 12 giờ đêm nó thức dậy nó khóc, nó đòi ba mà nó khóc tới 4 giờ sáng luôn rồi nó mới ngủ. Rồi bây giờ ba mới gọi điện, ba kêu là 2 phút nữa ba sẽ tới nhà, xong nó chạy ra đây đứng đợi ba nè. Chị mong gặp ba lắm hả? Ừ. Chị nhớ ba lắm hả? Ừ. Thương ba không? Ừ. Trời ơi buồn hiu cái mặt. Sáng ra ngủ dậy vẫn còn khóc luôn á cô chú. Tội ghê chưa. Oh, hello ba kìa chị kìa. There you go. Hello. Chị chào ba đây. Oh, I missed you too. Are you okay? Oh, are you okay now? All right, darling. Hey, Daddy's home now. Hey. Guess where we're going tomorrow morning? We're going to go dancing. Oh. Titi go dancing. Ooh, la, la, la. Ding, 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 ding. Tony nói là có quà cho mình để xem là cái gì nha mọi người. Bánh là hủ tiếu chứ, nước mắm, pha sẵn này mọi người, rong biển, cái gì đây, bánh gạo. Trời ơi ngon quá, mít sấy. Wow. Mẹ chồng mình cũng thích mít sấy lắm, ngày mai đem ba cho mẹ chồng. Cái này gì? Ôi trời, trà sữa. Cái này ngon nè. Ngon, cái mít sấy ngon hơn. Phở. Phở gà. Phở bò. Đây mọi người. Đây là cái phần quà của công ty tặng cho ông xã mình đem về cho mình. Công ty biết là vợ của Tony là người biết, công ty biết mình là người Việt Nam cho nên là mua tặng một số đồ ăn Việt Nam nè các bạn. Công ty dễ thương ha.